Nè mẹ, kia có phải là anh hai không vậy mẹ? Đúng rồi đó con. Trời, cô gái kia là ai vậy mà còn nói chuyện thân mật với nhau như vậy nữa? Có khi nào anh Toàn ngoại tình không mẹ? Không, không phải như vậy đâu con ơi. Thôi để con chụp hình lại rồi về hỏi anh hai sau. Mình đi thôi mẹ. Ủa, anh Toàn, anh về rồi à? Anh lên tắm rồi xuống ăn cơm nhá. Em còn nấu món mà anh thích nhất đó. Ừ. Chị Ngọc, đi shopping với em không? Em biết cái shop này bán đồ đẹp lắm á. Thôi, hôm nay chị không đi đâu. Sắp đến giờ nấu ăn cho anh Toàn rồi. Chị để anh tự lo đi, anh lớn rồi mà. Suốt ngày cứ lo cho gia đình, không để ý bản thân gì hết. Thôi, hẹn em hôm khác nha. Đúng rồi đó, con hãy xem lại mình đi. Chứ riết rồi á, mẹ nhận muốn ra con luôn đó nha. Em thấy mẹ nói đúng đó, dạo này thấy chị xuống sắc lắm. Mặt nám hết trơn rồi nè. Chị cũng thấy dạo này chị suy nghĩ hơi nhiều. Con làm như vậy là không có được đâu nghe. Phụ nữ mình á, tuy rằng có chồng rồi á, nhưng mà phải cố gắng làm đẹp nha con. À mà chị Ngọc, em nói cái này nè, chị đừng có buồn nha. Chị mà không chăm sóc cho bản thân đẹp lên là có ngày mất chồng đi chơi đó. Bây giờ ngoài đường trà xanh đầy rẫy kìa. Chị coi thử cái hình này đi. Xung quanh anh Toàn, toàn là những cô gái đẹp không à. Nè, cái con bé này tối ngày chọc chị dâu con không à. Vậy thôi em ở nhà nấu cơm phụ chị nha. Em cũng đói bụng rồi. Ừ, được. Em bị sao vậy? Nói cho anh nghe đi. À, không có gì đâu. Chỉ là em xem phim thấy cảm động thôi. Mà có vẻ dạo này anh chê em da xấu, rồi sạm nám nên ra ngoài có người khác đúng không? Em nói gì vậy? Này, anh xem đi, Quyên đưa cho em đó. Thật ra là anh có nhờ con bé Thảo tư vấn cái sản phẩm chăm sóc da. Chứ dạo này anh thấy em làm việc nhiều á, da nó bị sạm nám đó, nên mới nhờ Thảo tư vấn cho anh. Anh muốn là tạo cho em sự bất ngờ đó. Anh nói thật không hả? Thật chứ sao mà không thật. Nè, con cầm lấy đi. Đây là bộ đôi sản phẩm hoàn hảo, mờ nám xóa nhăn đó. Nó là thuộc dược mỹ phẩm, nguyên liệu của Hàn Quốc không đó con. Chồng con mua tặng con đó. Cái này con thấy nhiều người review trên mạng là dùng có kết quả tốt đó ạ. Đúng rồi, con xài cái kem ban ngày sẽ giúp con chống nắng, dưỡng ẩm, bật tông trắng sáng da. Còn retinol nó là tăng sinh collagen, làm mờ nếp nhăn và giảm rối loạn tố chất tố đó. Con xài thử đi nè. Dạ. Con mới dùng lần đầu mà đã thấy da sáng hơn, mịn hơn mà còn bật tông, khác biệt rõ rệt đó ạ. Con mà xài một thời gian ngắn á thì da con sẽ đẹp tự tin lên. Dạ, con cảm ơn mẹ. Em cảm ơn chồng ạ. Nhờ có mẹ mà anh mới biết được em đã hy sinh cho cái nhà này nhiều lắm rồi. Anh nữa từ nay về sau sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cho em.